Chí Phèo, chuyện ngắn của Nam Cao. Hắn vừa đi vừa chửi, bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời, có hề gì, trời có của riêng nhà nào. Rồi hắn chửi đời, thế cũng chẳng sao, đời là tất cả nhưng cũng chẳng là ai. Tức mình, hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại, nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, chắc nó trừ mình ra. Không ai nên tiếng cả, tức thật. Ồ thế này thì tức thật, tức chết đi được mất. Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn, nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp, thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ thân hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này. À ha, phải đấy, hắn cứ thế mà chửi. Hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo. Mà có trời biết, hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết. Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương, đã thấy hắn trần truồng và xám ngắt trong cái váy được để bên một lò gạch bỏ không. Anh ta rước lấy và đem cho một người đàn bà quá mù. Người đàn bà quá mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ. Hắn hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm 20 tuổi, hắn làm canh điền cho ông Lý Kiến, bây giờ cụ Bá Kiến, ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông Lý trẻ lắm mà lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân hay xoa bụng, đấm lưng gì đấy. Người ta bảo ông Lý ra đình thì hách dịch, cả làng phải sợ, mà về nhà phải sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy phốp pháp, má bà ấy hay hay, mà ông Lý thì hay đau lưng lắm. Người có bệnh đau lưng thì hay sợ vợ, mà chúa đời là khỏe ghen. Có người bảo ông Lý ghen anh canh điền khỏe mạnh mà sợ bà ba không dám nói. Có người thì bảo anh canh điền ấy được bà ba quyền thu quyền bổ trong nhà tin cẩn, nên lấy trộm tiền trộm thóc cho nhiều. Mỗi người nói một cách, chẳng biết đâu mà lần. Chỉ biết một hôm Chí bị giải huyện rồi nghe đâu phải đi tù. Không biết tù mấy năm, nhưng hắn đi biệt tăm 7-8 năm. Rồi một hôm hắn lại lù lù ở đâu lần về. Hắn về lần này trông khác hẳn. Mới đầu chẳng ai biết hắn là ai, trông đặc như thằng sắn cá. Cái đầu thì chọc lóc, cái răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen mà rất cơn cơn, hai mắt gườm gườm trông gớm chết. Hắn mặc quần nái đen với cái áo tay vàng, cái ngực phanh đầy những nét chạm trổ rồng phượng với một ông tướng cầm chùy, cả hai cánh tay cũng thế, trông gớm chết. Hắn về hôm trước, hôm sau đã thấy ngồi ở chợ uống rượu với thịt chó suốt từ trưa đến xế chiều, rồi say khướt. Hắn xách một cái vỏ chai đến cổng nhà Bá Kiến, gọi tận tên tục ra mà chửi. Cụ Bá không có nhà, thấy điều bộ hung hăng của hắn. Bà cả đùn bà hai thúc bà ba gọi bà tư, nhưng kết cục chẳng bà nào dám ra nói với hắn một vài lời phải chăng. Mắc cái phải cái thằng liều lĩnh quá, nó lại say rượu, tay nó lại lăm lăm cầm một cái vỏ chai, mà nhà lúc ấy toàn đàn bà cả. Thôi thì cứ đóng cái cổng cho thật chặt, rồi mặc thay cha nó. Nó chửi thì tai liền miệng đấy, chửi thì lại nghe. Thành thử chỉ có ba con chó dữ với một thằng say rượu, thật là ầm ĩ. Hàng xóm phải một bữa điếc tai, nhưng có lẽ trong bụng thì họ hả. Xưa này họ mới chỉ được nghe bà cả, bà hai, bà ba, bà tư nhà cụ Bá chửi người ta. Bây giờ họ mới thấy người ta chửi lại cả nhà cụ Bá, mà chửi mới sướng miệng làm sao, mới ngoa ngoắt làm sao. Họ bảo nhau, phen này cha con thằng Bá Kiến đố còn dám vác mặt đi đâu nữa, mồ mả tổ tiên đến lộn lên mất. Cũng có người hiền lành hơn bảo, phúc đời nhà nó, chắc ông Lý không có nhà. Ông Lý, đây là ông Lý Cường, con trai cụ Bá, nổi tiếng là hách dịch, coi người như rơm rác.
phải ông Lý Cường thử có nhà xem nào. Quả nhiên họ nói có sai đâu. Đấy, có tiếng người sang sảng quát: "Mày muốn lôi thôi gì? Cái thằng không cha không mẹ mày, mày muốn lôi thôi gì?" Đã bảo mà, cái tiếng quát tháo kia là tiếng Lý Cường. Lý Cường đã về, Lý Cường đã về. Phải biết, a ha, một cái tát rất kêu. Ôi, cái gì thế này? Tiếng đấm, tiếng đá nhau bình bịch, thôi cứ gọi là tan xương. Bỗng, choang một cái. Thôi phải rồi, hắn đập cái chai vào cột cổng. Ồ, hắn kêu. Hắn vừa chửi vừa kêu làng như bị người ta cắt họng. Ồ, hắn kêu: "Ôi làng nước ơi, cứu tôi với. Ôi làng nước ơi, bố con thằng Bá Kiến nó đâm chết tôi. Thằng Lý Cường nó đâm chết tôi rồi, làng nước ơi." Và họ thấy Chí Phèo lăn lộn dưới đất, vừa kêu vừa lấy mảnh chai cào vào mặt, máu ra loe loét trông gớm quá. Mấy con chó xông vào quanh hắn sủa rất hăng. Lý Cường hơi tái mặt, đứng nhìn mà cười nhạt, cười khinh bỉ. Hừ, ngỡ là gì, chẳng hóa ra nằm ăn vạ, thì ra hắn định đến đây nằm vạ. Người ta tốn đến xem, mấy cái ngõ tối xung quanh đùn ra biết bao nhiêu là người, thật ồn ào như chợ. Bà cả, bà hai, bà ba, bà tư, nhà cụ Bá cũng vững dạ vì có anh Lý, cũng xưng xỉa ra chửi góp. Thật ra các bà muốn xem Chí Phèo ra làm sao, không khéo nó có ý gieo vạ cho cụ ông phen này. Nhưng kìa, ông cụ đã về. Cụ cất tiếng rất sang hỏi: "Cái gì mà đông như thế này? Chỗ này lại cụ, chỗ kia lại cụ." Người ta kính cẩn giãn ra, và Chí Phèo bỗng nằm dài không nhúc nhích, rên khe khẽ như gần chết. Thoáng nhìn qua đã hiểu cơ sự rồi, làm lý trưởng rồi tránh tổng, bây giờ lại đến lượt con cụ làm lý trưởng. Những việc như thế này cụ không lạ gì. Cụ hãy quát mấy bà vợ đang xưng xỉa trực tân công với chồng: "Các bà đi vào nhà, đàn bà chỉ lôi thôi biết gì." Rồi quay lại bọn người làng, cụ dịu giọng hơn một chút: "Cả các ông, các bà nữa, về đi thôi chứ, có gì mà sống lại như thế này." Không ai nói gì, người ta dần dần tản đi, vì nể cụ Bá cũng có, nhưng vì nghĩ đến sự yên ổn của mình cũng có. Người nhà quê vốn ghét lôi thôi, ai dạy gì đứng ì ra đấy, có làm sao họ chịu mình đi làm chứng. Sau còn trơ lại Chí Phèo và cha con cụ Bá. Bây giờ cụ mới lại gần hắn, khẽ lay và gọi: "Anh Chí ơi, sao anh lại làm ra thế?" Chí Phèo lim dim mắt rên lên: "Tao chỉ liều chết với bố con nhà mày đấy thôi, nhưng tao mà chết thì có thằng sạt nghiệp mà còn rủ tù chưa biết chừng." Cụ Bá cười nhạt, nhưng tiếng cười giòn giã lắm. Người ta bảo cụ hơn người cũng chỉ bởi cái cười. "Cái anh này nói mới hay, ai làm gì mà anh phải chết? Đời người chứ có phải con ngoé đâu. Lại say rồi phải không?" Rồi đổi giọng, cụ thân mật hỏi: "Về bao giờ thế? Sao không vào tôi chơi? Đi vào nhà uống nước." Thấy Chí Phèo không nhúc nhích, cụ tiếp luôn: "Nào, đứng lên đi, cứ vào đây uống nước đã. Có cái gì ta nói chuyện tử tế với nhau, cần gì mà phải làm thanh động lên như thế. Người ngoài biết, mang tiếng cả." Rồi vừa xốc Chí Phèo, cụ vừa phàn nàn: "Khổ quá, giá có tôi ở nhà thì đâu đến nỗi. Ta nói chuyện với nhau, thế nào cũng xong. Người lớn cả, chỉ một câu chuyện với nhau là đủ. Chỉ tại thằng Lý Cường nóng tính, không biết nghĩ trước nghĩ sau. Ai chứ anh với nó còn có họ kia đấy." Chí Phèo chẳng biết họ hàng ra làm sao, nhưng cũng thấy lòng nguôi nguôi. Hắn cố làm ra vẻ nặng nề, ngồi lên. Cụ Bá biết rằng mình đã thắng, đưa mắt nháy con một cái, cụ quát: "Lý Cường đâu? Tội mày đáng chết, không bảo người ta đun nước, mau lên." Cụ dắt Chí Phèo đứng dậy, giục thêm vài tiếng nữa, và Chí Phèo chịu đi. Hắn chỉ cố khập khiễng cái chân như bị què, là vì lúc ấy trong người hắn rượu đã hơi nhạt rồi,
không còn kêu gào chửi bới. Hắn thấy hình như không còn hăng hái nữa. Sự ngọt ngào làm mềm nhũn. Vả lại những người đứng xem về cả rồi, hắn thấy hình như trơ trọi. Cái sợ cố hữu trong lòng thức dậy. Cái sợ xa xôi thuở ngày xưa, hắn thấy quả là táo bạo. Không táo bạo mà dám gây sự với cha con Bá Kiến, bốn đời làm tổng lý. Và nghĩ thế, hắn thấy hắn cũng oai. Hắn làm cái ông gì ở làng này? Không vây cánh, không họ hàng thân thích, anh em không có, đến bố mẹ cũng không. Thế mà cũng dám độc lực chọi nhau với Lý Trưởng, Chánh Tổng, Bá Hộ Tiên Chỉ làng Vũ Đại, Chánh Hội đồng Kỳ Hào, huyện Hào, Bắc Kỳ nhân dân đại biểu, khét tiếng đến cả trong hàng huyện. Thử hỏi đã có mặt nào trong cái làng hơn 2.000 xuất đinh này làm được thế? Kẻ làm rồi có chết cũng là cam tâm. Vậy mà không, cái cụ bá thét ra lửa ấy lại xử nhũn, mời hắn vào nhà xơi nước. Thôi cũng hả, đã xử nhũn thì hắn vào, nhưng bụng hắn lại hơi ngần ngại. Biết đâu cái lão cáo già này nó lại trả lừa hắn vào nhà rồi lôi thôi. Ồ mà thật có thể như thế lắm. Này, nó hãy lôi ngay mấy cái mâm, cái nồi hay cái đồ vàng, đồ bạc ra khoác vào cổ hắn, rồi cho vợ ra kêu làng lên, rồi cột vào cổ hắn, trần cho hắn một trận om xương, rồi vu cho là ăn cướp thì sao? Cái thằng Bá Kiến này, già đời đục khoét, còn đến cái nước gì mà chịu lép như cháu thế? Thôi, dại gì mà vào miệng cọp, hắn cứ đứng đây này, cứ lăn ra đây này, lại kêu toáng lên xem nào. Nhưng nghĩ ngợi một tí, hắn có lăn ra kêu nữa, liệu còn có ai ra? Vả lại bây giờ rượu nhạt rồi, nếu lại phải rạch mặt mấy nhát nữa thì cũng đau. Thôi cứ vào, vào thì vào cần quái gì, muốn đập đầu thì vào ngay nhà nó mà đập đầu còn hơn ở ngoài. Cùng lắm, nó có dở quẻ, hắn cũng chỉ đến đi ở tù. Ở tù thì hắn coi là thường, thôi cứ vào. Vào rồi hắn mới biết những cái hắn sợ là hảo cả. Bá Kiến quả có ý muốn dàn xếp cùng hắn thật, không phải cụ đến, chính thật cụ khôn róc đời. Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ hai sợ kẻ cố cùng liều thân. Chí Phèo không là anh hùng, nhưng nó là cái thằng liều lĩnh. Liều lĩnh thì ai thèm chấp? Thế nào là mềm nắn rắn buông? Cái nghề làm việc quan, nếu nhất nhất cái gì cũng đè đầu ấn cổ thì lại bán nhà đi cho sớm. Cụ vẫn bảo Lý Cường như thế đấy. Vũ Dũng như hắn mà làm lý trưởng là nhờ có cụ. Cụ mà chết đi rồi, chúng nó lại không cho ăn bùn. Tiếng vậy, làm tổng lý không phải việc dễ. Ở cái làng này, dân quá 2.000, xa phủ xa tỉnh, kẻ ăn thì cũng dễ ăn, nhưng không phải hễ mà làm lý trưởng thì cứ việc ngồi mà khoét. Hồi năm nọ, một thầy địa lý qua đây có bảo đất làng này vào cái thế quần ngư tranh thực. Vì thế mà bọn đàn anh chỉ là một đàn cá tranh mồi. Mồi thì ngon đấy, nhưng mà năm bè, bảy mối, bè nào cũng muốn ăn. Ngoài mặt tử tế với nhau, nhưng thật ra trong bụng lúc nào cũng muốn cho nhau lục để cưỡi lên đầu lên cổ. Nghe thằng Chí Phèo này đến đây sinh sự, biết đâu lại không có thằng nào ấy lên đến. Nếu cụ không chịu nhịn, làm cho to chuyện, có khi tốn tiền. Cái nghề quan bám thằng có tóc, ai bám thằng chọc đầu. Bỏ tù nó thì dễ rồi, nhưng bỏ tù nó cũng có ngày nó được ra. Liệu lúc ấy nó có để mình yên không chứ? Cụ phải, cái vụ thằng Năm Thọ mãi đến giờ vẫn chưa quên. Năm Thọ vốn là một thằng đầu bò đầu bướu. Hồi ấy, Bá Kiến mới ra làm lý trưởng, nó hình như kình nhau với lão ra mặt. Lý Kiến muốn trị nhưng chưa có dịp. Được ít lâu, hắn can dự vào một vụ cướp bị bắt giam. Lý Kiến ngấm ngầm vận động cho vào tù, vẫn tưởng một người vai vế như Năm Thọ mà thất cơ lỡ vận, đến nỗi tội tù làm gì còn dám vác mặt mo về làng. Lý Kiến mừng thầm rằng đã nhổ được cây đinh trước mắt. Nào ngờ một buổi tối Lý Kiến đang ngồi một mình soạn giấy má thì Năm Thọ vác dao sọc vào. Nó đứng chặn lấy cửa và bảo nếu kêu lên một tiếng thì đâm chết liền. Thì ra nó vượt ngục và về đây nhờ ông Lý một cái thẻ mang tên một người lương thiện.
và 100 đồng bạc để trốn đi. Nó lại bảo, nghe nó thì nó đi biệt, mà không nghe thì nó đâm chết, rồi muốn ra sao thì ra, còn muốn sống với vợ con thì nghe nó. Lẽ tất nhiên là Lý Kiến nghe, năm thọ đi phen ấy là mất tâm, cũng không bao giờ về nữa thật. Nhưng thói đời che già mang mọc, có bao giờ hết những thằng du côn. Năm thọ vừa đi lại có binh chức ở đâu lần về. Mà thằng này lúc nó còn ở nhà, nào nó có ngạo ngược gì cho cam, người ta đã phải gọi hắn là cục đất. Ai bảo làm sao thì ư hử làm vậy, mới quát một tiếng thì đã đái cả ra quần, thuế bổ một đồng thì đóng quá hai, đến nỗi có con vợ hay hay mắt bị người ta ghẹo cũng chỉ im im rồi về nhà hành vợ, chứ chẳng dám ho he gì. Thế đấy, cái nghề đời hiền quá cũng hóa ngu, ở đâu chứ ở đất này đã ngu, đã nhịn thì chúng nó ấn cho đến không còn ngóc đầu lên được. Hắn làm thì làm cật lực, mà quanh năm vẫn nghèo rớt mồng tơi, chỉ vì một miếng cũng không giữ được mà ăn. Đứa nào nó vớ nó cũng xoay, mà đứa nào xoay thì cũng chịu. Sau cùng bực quá, hắn ra đi lính, lại càng thêm tội. Không bực còn được vợ, tuy rằng thỉnh thoảng nó bị sấy xớt ra ngoài, nhưng vẫn là vợ mình. Bực thì hóa ra mất vợ, bởi vì chị vợ ở nhà còn trẻ, mới hai con, cái mắt sắc như dao, lại hồng hồng đôi má, bỗng nhiên sinh ra vắng chồng. Của ngon chờ chờ ngay trước mắt, ai mà chịu được. Nhà chị Binh ở gần đường, ông Phó đi đánh bạc ban đêm cũng tạt vào, anh Trương Tuần đi tuần cũng tạt vào, anh hàng xóm cũng mò sang, thậm chí đến cái thằng Hương Điền, đầu hai thứ tóc, già đời, làm đầy tớ cho các ông lý trưởng, cũng mon men vào gạ gẫm. Vợ Binh trước đã nghiễm nhiên thành một con nhà thổ không phải trả tiền để bọn lý dịch trong làng chuyên đổi. Chính ngay Lý Kiến, tuy hồi ấy đã có đến ba vợ, cũng không nỡ bỏ hoài cái của không dưng được trời cho. Và không bỏ hoài, ông còn được lợi. Mỗi lần chị Binh đi lĩnh lương hay lĩnh măng đa của chồng, phải mượn ông Lý đi nhận thực. Không ông Lý nào vác của nhà đi ăn mà nhận thực cho người ta, điều ấy là cố nhiên. Nhưng với Lý Kiến thì không những cơm rượu tiền túi, còn phải cho ngồi xe chung và còn ở lại tỉnh nữa. Thế là mấy đồng bạc lương đi đời, mấy đứa con của chị ngày mai chỉ được mấy cái kẹo đạn mút, hay hậu huyễn ra thì được mấy cặp bánh giày giò ăn. Thành thử công lao anh Binh rút lại chỉ cho chị Binh mỗi tháng một lần hưởng những cuộc vui với ông Lý nhà. Chẳng hiểu anh ta cũng biết thế mà chán cảnh nhà hay sao, mà mãn hạt 3 năm cũng không thấy trở về. Rồi ít lâu sau, có chát về làng chóc nã và áp giải tên Trần Văn Chức. Lý Kiến khai tên ấy thuộc hạ dân lương tán không về làng, nhưng khai hôm trước thì hôm sau hắn về. Lý Kiến sai đầy tớ đem chát đến nhà đòi hắn. Hắn đến ngay, nhưng lại dẫn theo cả vợ và hai con. Không đợi ông Lý nói một câu, hắn rút con dao chọc tiết lợn ra, nhăm nhăm cầm ở tay mà bảo rằng: "Chẳng có dấu gì ông, tôi can án giết người. Nếu ông không thương mà bắt chạy thì vợ con tôi chết đói. Thôi thì đằng nào chúng nó cũng chết, tôi đâm chúng nó chết ở đây rồi ông bắt đi ở tù luôn thể." Mắt hắn đỏ ngầu, lưỡi dao hắn hoa lên loang loáng, chỉ trông cũng lạnh gáy. Hắn có thể giết người được lắm, mà không chỉ giết có vợ và con thôi. Khi hắn có gan đâm chết vợ con, thì hắn có kiêng gì cái cổ của người khác nữa. Lý Kiến nghĩ ngợi một lúc rồi bảo: "Cứ về rồi ông Liệu." Ông Liệu nghĩa là ông che đậy cái án của hắn cho không ai biết, và mỗi lần có chát về nhắc, ông lại khai rằng vẫn chưa có tên trước về. Thế là hắn nghiễm nhiên sống ở ngay chính giữa quê hương hắn, và bây giờ người ta thấy vợ hắn rất chính chuyên mà lại trung thành, chỉ chăm chỉ làm ăn để nuôi hắn. Những ông trưởng, ông phó tự nhiên nghĩ bụng rằng người ta có chồng rồi mà còn chàng màng thì phải tội. Ai cũng sinh ra tử tế cả, chỉ trừ anh Binh, bởi vì trước bấy giờ lại rất mực ngang ngược. Hắn ăn vườn đấy nhưng chẳng nộp thuế cho ai.
thúc hắn thì hắn chửi, cắm vườn hắn thì hắn chém, xin chuyện với hắn thì chính lý trưởng làng có lỗi, bởi vì cố ý ẩn lậu hắn là một tên can phạm. Ấy thế mà hắn cũng chưa vừa lòng đâu. Một hôm, không hiểu nghĩ ngợi thế nào, hắn vác dao đến bảo thẳng vào mặt Lý Kiến rằng: "Hồi tôi còn tại ngũ, tôi gửi về nhà có trăm, không biết vợ tôi nó tiêu pha gì, hay cho trai mà không còn một đồng nào cả. Tôi hỏi nó thì nó bảo, ở nhà đàn bà con gái một mình, không dám giữ tiền, được đồng nào mang gửi ông Lý cả. Tôi sợ nó bịa ra nên đã trói sẵn nó ở nhà. Bây giờ tôi đến thưa với ông, tính toán xem được bao nhiêu cho đem về nuôi cháu, thiếu một đồng thì tôi không để yên cho chúng nó." Lý Kiến hiểu rằng chúng nó đây có thể gồm cả ông. Ông cười nhạt bảo rằng: "Thế này này, anh Binh ạ, chị ấy gửi tôi thì quả là không có." Hắn trợn mắt lên quát: "Thế thì thằng nào ăn đi?" Lý Kiến vội nói lắp ngay: "Thế nhưng mà anh có thiếu tiền thì cứ bảo tôi một tiếng, chị ấy chót tiêu đi rồi thì có giết cũng chẳng ra, lôi thôi làm gì sinh tội." Ông mở cháp ra quăng hắn 5 đồng bạc. Hắn cầm lấy, lạy ông tử tế, rồi xách dao ra về. Từ hôm ấy, hắn thành kẻ tử tế với Lý Kiến, nhận là chỗ đầy tớ chân tay. Nhưng Lý Kiến thỉnh thoảng vẫn phải cho hắn tiền, cho mãi đến năm ngoái đây hắn chết, thì năm nay lại nảy ra chí phèo, một thằng hiền lành như đất, tội nghiệp cho hắn. Có lần Lý Kiến thấy hắn vừa bóp đùi cho bà ba, vừa run run, bỗng nhiên vùng dậy dở toàn những giọt uống máu người không tanh, thì ra già néo đứt dây. Cụ tiên chỉ làng Vũ Đại nhận ra rằng đè nén con em đến nỗi nó không chịu được, phải bỏ làng đi là dại. 10 thằng đã đi ra thì 9 thằng trở về với cái vẻ hung đồ, cái tính ương ngạnh học được từ phương xa. Một người khôn ngoan chỉ bóp đến nửa chừng, hãy ngấm ngầm đẩy người ta xuống sông, nhưng rồi dắt nó lên để nó đền ơn. Hãy đập bàn đập ghế đòi cho được 5 đồng, nhưng được rồi thì lại vất trả lại 5 hào vì thương anh túng quá. Và cũng phải tùy mặt nữa, những thằng có máu mặt, vợ đẹp, con đàn chính là những thằng dễ bóp. Trái lại, những thằng tứ cố vô thân, giết chúng thì dễ, nhưng giết được chỉ còn có xương, mà gây với chúng là mở một dịp tốt để cho các phe nghịch xoay lại mình. Làng nào cũng có nhiều cánh, mỗi cánh kết bè kết đảng chung quanh một người. Cánh cụ Bá Kiến, cánh ông Đội Tảo, cánh ông Tư Đạm, cánh ông Bát Tùng. Bằng ấy cánh du lại với nhau để bóc lột con em, nhưng ngấm ngầm chia rẽ, nhè từng chỗ hở để mà trị nhau. Cụ lại nhận ra rằng ở cái đất nhà quê, bọn dân hiền lành chỉ è cổ làm nuôi bọn Lý Hào, nhưng chính bọn Lý Hào nhiều khi lại phải ngậm miệng cung cấp cho những thằng cùng hơn cả dân cùng liều lĩnh, lúc nào cũng có thể cầm dao đâm người hay đâm mình. Nhưng cụ không phải là một người ưa than thở chẳng ích gì cho ai. Cái bọn dân đinh suốt đời bị đè nén, sở dĩ bị đè nén suốt đời chỉ vì khi bị đè nén chúng chỉ biết than thở chứ không biết làm gì khác. Cụ Bá Kiến không cần than thở, chị không lợi thì cụ dùng. Cụ nghĩ bụng cũng phải có những thằng đầu bò chứ, không có những thằng đầu bò thì lấy ai mà chị những thằng đầu bò. Thế lực của cụ sở dĩ lấn át được những vây cánh khác, một phần lớn cũng bởi cụ biết mềm, biết cứng, biết thu dụng những thằng bạt mạng, không sợ chết và không sợ đi tù. Những thằng ấy chính là những thằng được việc, khi cần đến, chỉ cho nó dâm hào uống rượu là có thể sai nó tác hại bất cứ anh nào không nghe mình. Gặp người bướng bỉnh, đanh thép thì nó lừa đốt nhà hay cho mấy lát dao. Gặp người non mặt thì nó quăng vào chai rượu lậu hay gây sự rồi lăn ra kêu làng. Có chúng nó sinh chuyện thì mới có dịp mà ăn, nếu không thì giữa đám dân hiền lành và yên phận này khéo lắm chỉ bóp nặng được vào vụ thuế. Thuế 1 năm có 1 lần, nếu chỉ trông vào đấy thì bán cha đi cũng không để bù vào chỗ
3-4 nghìn bạc chạy trọt để tranh chuyện đồng. Vì thế, đêm hôm ấy, ở nhà Bá Kiến ra về, Chí Phèo vô cùng hả hê. Bá Kiến đã không vu vạ gì cho hắn, lại còn giết gà mua rượu cho hắn uống, xong lại đãi thêm đồng bạc để về uống thuốc. Đồng bạc làm gì đến thế? Hắn loạn choạng vừa đi vừa cười, hắn chẳng cần đến ba xu. Lúc ngồi tù hắn có học mót được mấy bài thuốc giấu, chỉ vài nắm lá là mặt hắn đã đau vào đáy ngay. Còn đồng bạc lại để đi uống rượu. Hắn uống được có 3 hôm, hôm thứ 4 thì hắn trợn mắt lên, bảo con mẹ hàng rượu rằng: "Hôm nay ông không có tiền, nhà mày bán chịu thì ông một chai, tối ông mang tiền đến trả." Mụ bán hàng rượu hơi ngần ngừ, thế là hắn rút bao diêm đánh cái xòe, châm diêm lên mái nhà mụ. Mụ hoảng hốt kêu la om sòm, vội dập tắt ngọn lửa vừa mới cháy, rồi khóc khóc méo méo. Mụ đưa chai rượu, hắn hầm hầm chĩa vào mặt mụ bảo rằng: "Cái giống nhà mày không ưa nhẹ, ông mua chứ ông có xin nhà mày đâu, mày tưởng ông quỵt hả? Mày thử hỏi cái làng xem, ông có quỵt của đứa nào bao giờ không? Ông không thiếu tiền, ông còn gửi đằng cụ Bá, chiều nay ông đi lấy về ông trả." Mụ vừa cáo áo lên quẹt nước mũi, vừa bảo: "Chúng cháu không dám chắc lép, nhưng quả là ít vốn." Hắn quát lên: "Ít vốn thì tối nay ông trả, nhà mày đã chết ngay bây giờ hay sao?" Rồi hắn xách chai ra về. Hắn về cái miếu con ở bờ sông, vì vốn từ trước đến nay không có nhà. Lúc đi đường, hắn đã vặt được ở nhà nào đó 4 quả chuối xanh và bóc của cô hàng xén 1 chúm con muối trắng. Bây giờ hắn uống rượu với chuối xanh chấm muối trắng và thấy rằng cũng ngon. Hắn uống rượu với cái gì cũng ngon. Uống xong hắn chùi miệng, rồi hắn gật gà ngật ngưỡng đến nhà Bá Kiến. Gặp ai hắn cũng bảo: "Hắn đến nhà cụ Bá Kiến đòi nợ đây." Mới trông thấy hắn đến vào sân, Bá Kiến đã biết hắn đến sinh sự rồi. Cái mắt thì ngầu lên, hai chân thì đi lảo đảo, cái môi bầm lại mà run bần bật. Cũng may hắn không cầm vỏ chai. Bá Kiến cũng dõng dạc hỏi: "Anh Chí đi đâu đấy?" Hắn chào to: "Lại cụ ạ." "Bấm cụ, con đến cửa cụ để kêu cụ một việc ạ." Giọng hắn lè nhè và tiếng đã gần như méo mó, nhưng bộ điệu thì lại như hiền lành. Hắn vừa gãi đầu gãi tay, vừa lại nhải: "Bấm cụ, từ ngày cụ bắt đi ở tù, con lại sinh ra thích đi ở tù." "Bấm, có thế, con có nói gian thì trời tru đất diệt." "Bấm, quả là đi tù sướng quá, đi ở tù còn có cơm để mà ăn. Bây giờ về làng về nước, một thước đất cắm rồi cũng không, chả làm gì nên ăn." "Bẩm cụ, con lại đến kêu cụ, cụ lại cho con đi tù." Cụ Bá quát, bắt đầu bao giờ cụ cũng quát để thử dây thần kinh của người. "Anh này lại say khướt rồi." Hắn xông lại gần, đảo ngược mắt, giơ tay lên nửa chừng. "Bẩm không ạ, bẩm thật là không say. Con đến xin cụ cho con đi tù, mà nếu không được thì thưa cụ." Hắn móc đủ mọi túi để tìm một cái gì, hắn giơ ra, đó là một con dao nhỏ nhưng rất sắc. Hắn nghiến răng nói tiếp: "Vâng, bẩm cụ, không được thì con phải đâm chết 2-3 thằng rồi cụ bắt con giải huyện." Rồi hắn cúi xuống tần mần gọt cạnh cái bàn lim. Cụ Bá cười khanh khách, cụ vẫn tự phụ hơn đời cái cười tào tháo ấy. Cụ đứng lên vỗ vai hắn mà bảo rằng: "Anh bứa lắm, nhưng này anh Chí ạ, anh muốn đâm người cũng không khó gì. Đội tạo nó còn nợ tôi 50 đồng đấy, anh chịu khó đến đòi cho tôi, đòi được tự nhiên có vườn." Đội tạo là một tay vai vế trong làng, vây cánh ông Tam Mạnh, vẫn kình nhau với nhà cụ Bá, mà cụ Bá thường phải chịu bởi hắn là cựu binh, lương hưu trí nhiều, quen thuộc nhiều, lại ăn nói giỏi. Hắn vay cụ Bá 50 đồng đã từ lâu, bây giờ đột nhiên trở mặt vỗ tuột, lấy cớ rằng số tiền ấy tính vào món tiền chè Lý Cường ra làm lý trưởng chưa tạ hắn. Cụ Bá tức như chọc họng.
nhưng chưa biết làm thế nào, bởi vì thằng binh chức đầy tớ chân tay của cụ khả dĩ đương đầu với hắn được, chết năm ngoái rồi, bây giờ cụ mới gặp được Chí Phèo có thể thay cho binh chức. Cụ thử nói khích xem sao, nếu nó trị được đội Tạo thì tốt lắm, nếu nó bị đội Tạo trị thì cụ cũng chẳng thiệt gì, đằng nào cũng có lợi cho cụ cả. Chí Phèo nhận ngay, hắn tức khắc đến nhà đội Tạo và cất tiếng chửi ngay từ đầu ngõ, giá gặp phải hôm khác thì có án mạng lắm, đội Tạo cũng có thể đâm chém được, chưa bao giờ chịu hàng trước cuộc giao tranh. Nhưng phúc đời cho hắn hay là cho Chí Phèo, hôm ấy hắn ốm liệt giường, không sao nhấc mình dậy được. Có lẽ hắn cũng không biết Chí Phèo chửi hắn. Vợ hắn thấy Chí Phèo thở ra mùi rượu và biết rõ đầu đuôi món nợ, lấy 50 đồng giấu chồng đưa cho người nhà đi theo Chí Phèo. Đàn bà vốn chuộng hòa bình, họ muốn yên chuyện thì thôi, gai ngạnh làm gì cho sinh sự. Vả lại, bà đội cũng nghĩ rằng chồng mình đang ốm, chồng mình có nợ người ta hẳn hoi, và năm chùm độc bạc đối với nhà mình là mấy, lôi thôi lại trả tốn thêm 3 lần 50 đồng. Vì thế, Chí Phèo mới được vênh vênh ra về, hắn thấy hắn oai thêm bậc nữa, hắn tự đắc, anh hùng làng này, cóc có thằng nào bằng ta. Cụ bá thấy mình thắng bên địch mà không cần đến hội đồng làm biên bản, xem chừng thích chí. Cụ đưa luôn cho anh đầy tớ chân tay mới luôn 5 đồng. Anh Chí ạ, cả 50 đồng này phần anh, nhưng nếu anh lấy cả thì chỉ 3 hôm là tan hết. Vậy anh cầm lấy chỗ này uống rượu, còn để tôi bán cho anh mảnh vườn, không có vườn đất thì làm ăn gì. Chí Phèo vâng dạ ra về. Mấy hôm sau, cụ bá bảo Lý Cường cho hắn 5 sào vườn ở bãi sông, cắm thuế của một người làng hôm nọ. Chí Phèo bỗng thành ra có nhà. Hồi ấy hắn mới đâu 27 hay 28. Bây giờ thì hắn đã thành người không tuổi rồi, 38 hay 39, 40 hay ngoài 40. Cái mặt hắn không trẻ cũng không già, nó không còn phải là mặt người, nó là mặt của con vật lạ. Nhìn mặt những con vật có bao giờ biết tuổi, cái mặt hắn vàng vàng mà lại muốn sạm màu do, nó vằn dọc vằn ngang không thứ tự, biết bao nhiêu là sẹo, vết những mảnh chai của bao nhiêu lần ăn vạ kêu làng, bao nhiêu lần hắn nhớ làm sao nổi, bao nhiêu việc ức hiếp, phá phách, đâm chém, mưu hại người ta giao cho hắn làm. Những việc ấy chính là cuộc đời của hắn, cuộc đời mà hắn cũng chả biết đã dài bao nhiêu năm rồi, bởi vì ngay đến cái thẻ có biên tuổi hắn cũng không có. Trong sổ làng người ta vẫn khai hắn là dân lưu tán, lâu năm không về làng. Hắn nhớ mang máng rằng có lần hắn 20 tuổi, rồi hắn đi ở tù, rồi hình như hắn 25, không biết có đúng không. Bởi từ đấy thì đối với hắn không còn ngày tháng nữa, bởi vì từ đấy hắn bao giờ cũng say, nhưng cơn say của hắn tràn cơn này qua cơn khác, thành một cơn dài, mênh mông. Hắn ăn trong lúc say, ngủ trong lúc say, thức dậy vẫn còn say, đập đầu rạch mặt chửi bới, dọa nạt trong lúc say. Hắn uống rượu trong lúc say, để rồi say nữa, say vô tận, chưa bao giờ hắn tỉnh. Và có lẽ hắn chưa bao giờ tỉnh táo để nhớ rằng có hắn ở đời. Có lẽ hắn cũng không biết rằng hắn là con quỷ dữ của làng Vũ Đại, để tác quái cho bao nhiêu dân làng. Hắn biết đâu hắn đã phá bao nhiêu cơ nghiệp, đập nát bao nhiêu cảnh yên vui, đạp đổ bao nhiêu hạnh phúc, làm chảy máu và nước mắt của bao nhiêu người lương thiện. Hắn đâu biết vì hắn làm tất cả những việc ấy trong khi người hắn say. Hắn say thì hắn làm bất cứ cái gì người ta sai hắn làm. Tất cả dân làng đều sợ hắn và tránh mặt hắn mỗi khi hắn qua. Vì thế cho nên hắn chửi, hay là chẳng vì cái gì hắn cũng chửi. Cứ rượu xong là hắn chửi. Hắn chửi như những người say rượu hát. Giá hắn biết hát thì có lẽ hắn không cần chửi. Khổ cho hắn và khổ cho người hắn lại không biết hát. Thì hắn chửi, cũng như chiều nay hắn chửi. Hắn chửi trời và đời, hắn chửi cả làng Vũ Đại.
hắn chửi tất cả những đứa nào không chửi nhau với hắn, nhưng cũng mặc ai mà hoài hơi. Tức mình hắn chửi đứa nào đẻ ra chính hắn, lại càng không ai cần, và hắn lấy thế làm ức lắm. Bởi vì người ta không thể chửi nhau một mình, chửi nhau một mình thì còn văn vẻ gì. Thế là chắc chắn đã có một cớ để tức tối, một cớ rất chính đáng để hắn có thể hùng hổ đi báo thù. Phải, hắn phải báo thù. Báo thù vào bất cứ ai, hắn phải vào nhà nào mới được. Bất cứ nhà nào, hắn sẽ rẽ vào bất cứ ngõ nào hắn gặp để đập phá, đốt nhà hay lăn ra kêu làng nước. Phải đấy, hắn sẽ rẽ vào bất cứ ngõ nào hắn gặp. Á, đâu kia, rồi mau mau. Nhưng mà mặt trăng lên, mặt trăng rằm vành vạnh, và ánh trăng chảy trên đường trắng tinh. Ồ, cái gì đây? Đen và méo mó trên đường trăng nhễ nhại. Nó sạch sạc về bên trái, thu gọn, rồi lại dài loang ra, xé rách vài chỗ. Nó cứ quần quật dưới chân Chí Phèo. Chí Phèo đứng lại và nhìn nó, và hắn bỗng nhiên ngã cười. Hắn cười ngặt nghẽo, cười rũ rượi. Giá hắn cứ chửi lại còn dễ nghe. Cái vật sạch sạc trên đường chính là bóng hắn. Thế là hắn cười, và hắn quên báo thù. Hắn đi qua cái ngõ đầu tiên kia rồi, bây giờ thì đến ngõ nhà Tự Lãng. Một anh thầy cúng có một bộ râu lờ phờ. Chí Phèo bỗng nảy ra một ý, tạt vào đây và đập cái bàn chầu văn của lão Tự nửa mùa này ra. Bởi vì lão Tự này vừa làm thầy cúng lại vừa làm nghề hoạn lợn. Cái đàn của lão lừng phừng, nghe còn chối tai hơn là lợn kêu. Nhưng lúc vào thì lão Tự lại đang uống rượu. Lão uống rượu ngay ở sân, vừa uống rượu vừa vuốt râu, vừa rung rung cái đầu. Chí Phèo đứng lại nhìn, thấy lão cũng hay hay. Hắn thấy tất cả những người uống rượu đều hay hay. Rồi đột nhiên hắn khát. Trời ơi sao mà khát, khát đến cháy cổ họng. Không do dự, hắn lại bên lão Tự, nhắc lấy chai rượu ngửa cổ dốc vào mồm tu. Lão Tự duỗi cái cổ gà vặt lông ra, chố mắt lên nhưng không nói gì. Lưỡi lão ríu lại rồi, còn nói làm sao được. Lão đã uống hết hai phần chai, còn một phần thì Chí Phèo tu nốt. Hắn tu có một hơi rồi khà một cái, chép miệng như còn thèm. Rồi hắn lấm lấy cái râu lờ phờ của lão Tự, nâng soi lên trăng mà cười. Lão Tự cũng cười, hai thằng say rượu ngã vào nhau mà cười như một đôi tri kỷ cuồng. Rồi Tự Lãng vào nhà xách hai chai rượu nữa, lão còn đúng hai chai nữa. Lão mời Chí Phèo uống nữa, uống thật say, không cần gì, cứ việc uống, đừng có lo ngại gì đấy. Vợ lão chết đến 7-8 năm nay rồi, con gái lão chữa hoang bỏ đi. Lão chỉ có một mình, không còn vợ con nào mè nheo cả. Lão muốn uống đến bao giờ thì uống, cứ uống, cứ uống, cứ uống đi ông bạn lạc đường từ cung trăng xuống ạ. Uống thật tận, uống đến đái ra rượu thì mới thích. Nhịn uống để làm gì? Có giàu, có sang, có làm nên ông cả bà lớn nữa, chết cũng không ai gọi là cụ lớn mà. Lão sống có đến hơn 50 rồi mà chưa thấy một cụ lớn nào mà sống sót. Chỉ có cái mã đất. Ai chết cũng thành cái mã, say xưa chết cũng thành cái mã, lo gì, cứ say. Chưa bao giờ Chí Phèo được thỏa thê đến thế. Hắn lấy làm lạ sao mãi đến hôm nay mới ngồi uống rượu với thằng cha Tự này. Chúng uống với nhau rất là nhiều, và rất là nhiều. Người ta tưởng như cả làng Vũ Đại phải nhịn uống để đủ rượu cho chúng uống. Đến lúc hết cả hai chai thì Tự Lãng đã bò ra sân. Lão bò như cua và hỏi Chí Phèo rằng người ta đứng lên bằng cái gì. Chí Phèo vẫn ngửa lão ra, vuốt cái râu lờ phờ của lão mấy cái, rồi để mặc lão thế. Hắn lảo đảo ra về. Hắn vừa đi vừa phanh ngực ra mà gãi. Hắn gãi ngực rồi gãi lên cổ, gãi mang tay và gãi lên cả đầu. Có lúc hắn phải đứng lại giữa đường mà gãi, ngạch chân lên mà gãi. Hắn bứt rứt quá, ngứa ngáy quá, và chợt nghĩ ngay đến cái bờ sông gần nhà. Bởi vì cái vườn của hắn ở gần một con sông con.
nước lặng và trong, khắp bãi trồng toàn dâu, gió đưa đẩy những thân mềm hoạt oẹo cuộn theo nhau thành làn. Duy có vườn nhà hắn trồng toàn chuối, ở một góc vườn có túp lều con, những đêm trăng như đêm nay, cái vườn phẳng ngổn ngang những bóng chuối đen như những cái áo nhuộm vắt tung trên bãi, và những tàu chuối nằm ngửa, ưỡn cong cong lên hứng lấy trăng xanh rời rợi như là ướt nước, thỉnh thoảng bị gió lay lại dẫy lên đành đạch như là hứng tình. Chí Phèo vừa tò mò nhìn những tàu lá chuối, vừa đi xuống vườn, nhưng hắn không vào cái túp lều úp súp mà ra thẳng bờ sông. Hắn định sẽ nhảy xuống tắm cho khỏi ngứa ngáy rồi lăn ngay ra vườn mà ngủ. Tội gì chui vào lều, bước đến không còn thở được. Một thằng như hắn, đập đầu không chết, huống hồ là gió sương. Đến bờ sông hắn dừng lại, vì hình như có người thật, và hắn ngay ra nhìn. Hắn nhìn giữa hai lọ nước và tựa lưng vào gốc chuối, một người đàn bà ngồi tênh hanh, chính là người đàn bà. Hắn biết vậy là nhờ mái tóc dài buông xõa xuống vai trần và ngực. Hai tay trần của mụ buông xuôi, cái mồm của mụ há hốc lên trăng mà ngủ hay là chết. Đôi chân thì duỗi thẳng ra trước mặt, cái váy đen sọc sạch. Bên kia có lẽ vì mụ giấy cái yếm xẹo sọ để chật ra cái sườn nay nay, tất cả những cái ấy phơi ra trăng, rười rượi những trăng làm trắng. Những cái đó có lẽ ban ngày không trắng, trăng làm đẹp lên. Chí Phèo tự nhiên thấy ứ đầy miệng bao nhiêu là nước dãi, mà cổ thì lại khô, hắn nuốt ừng ực. Hắn thấy cái gì rộn rạo ran khắp người, bỗng nhiên hắn run run. Ồ, tại sao như thế được? Đáng nhẽ chính người đàn bà khốn nạn kia phải run mới phải. Cái người đàn bà dại dột đã nằm ình ạch mà ngủ ngay gần nhà hắn này. Nhưng người đàn bà ấy lại chính là Thị Nở, một người ngẩn ngơ như những người đần trong cổ tích và xấu ma chê quỷ hờn. Cái mặt của Thị đích thực là một sự mỉa mai của hóa công, nó ngắn đến nỗi người ta có thể tưởng bề ngang lớn hơn bề dài. Thế mà hai má nó lại hóp vào mới thật là tai hại. Nếu má nó phinh phính thì mặt Thị lại còn được hao hao như mặt lợn, là thứ mặt vốn nhiều hơn người ta tưởng. Trên cổ người, cái mũi thì vừa ngắn vừa to, vừa đỏ vừa sần sùi như vỏ cam sành, bành bạnh muốn chen lẫn nhau với những cái môi cũng cố to cho không thua cái mũi. Có lẽ vì cố quá cho nên chúng nứt nở như rạn ra. Đã thế thì lại ăn trầu thuốc, hai môi dày được bồi cho dày thêm. Cũng may quyết trầu sánh lại che được cái màu thịt trâu sáng quét. Đã thế những cái răng rất to lại chìa ra, ý hẳn chúng nghĩ sự cân đối chữa được một vài phần cho sự xấu. Đã thế thì lại dở hơi, đó là một ân huệ đặc biệt của Thượng Đế Chí Công. Nếu sáng suốt thì người đàn bà ấy sẽ khổ sở ngay từ khi mua cái gương thứ nhất, và thì lại nghèo nếu trái lại, ít nhất đã có một đàn ông khổ sở. Và thì lại là dòng giống của một nhà có ma hủi. Cái này khiến không một chàng trai nào phải phân vân. Người ta tránh thị như tránh một con vật rất tởm. Ngoài 30 tuổi thì vẫn chưa có chồng. Ở cái làng Vũ Đại này, người ta kết bạn từ khi lên 8 và có khi có con từ lúc 15. Không ai đợi đến năm 20 tuổi đẻ đứa con thứ nhất. Cứ nhìn tình hình ấy thì ta nói quách, Thị Nở không có chồng, mà thị cũng không còn ai thân thích, trừ một người cô đã có thể gọi được là già và đã không chồng như thị. Số trời định thế, để không ai phải trơ trọi trên đời này. Người cô làm thuê cho người đàn bà buôn chuối và trầu không, xếp tàu đi Hải Phòng, có khi đi tận Hòn Gai, Cẩm Phả. Còn thị sống bằng những nghề lặt vặt ở làng. Hai cô cháu sống trong một cái nhà tre cách vườn của Chí Phèo bởi một con đê. Hắn ở ngoài bãi, hai người ở trong xóm. Có lẽ chính vì thế mà Thị Nở không sợ cái thằng mà cả làng sợ. Gần gũi lâu cũng sinh quen, mà quen thì ít khi còn sợ. Những người trông coi vườn bách thú thường bảo rằng hổ báo hiền y như mèo. Vả lại có lý nào để thị sợ hắn đâu. Người ta không ai sợ kẻ khác phạm đến cái xấu, cái nghèo, cái ngẩn ngơ của mình, mà thị lại chỉ có ba cái ấy.
một phần nữa cũng bởi Chí Phèo ít khi ở nhà, mà ở nhà thì hắn lại hiền lành, ai có thể ác trong khi ngủ, hắn chỉ về nhà để ngủ. Ngày nào thị nở cũng phải qua vườn nhà hắn 2-3 lần, là vì qua vườn nhà hắn có một lối nhỏ đi ra sông. Trước kia, cả xóm vẫn dùng cái ngõ ấy để ra sông tắm giặt hay kín nước, nhưng từ khi hắn đến, người ta thôi dần, tìm một lối khác đi xa hơn. Trừ thị nở thì đã bảo thị là người dở hơi, thị không thích làm như kẻ khác, quá tin ở người, quá tin ở mình liều lĩnh, bướng bỉnh, hay có lẽ chỉ không chịu rời thói quen. Nhưng hãy biết thị cứ đi ngõ ấy mà vẫn chẳng làm sao cả. Thế rồi quen đi. Có lần trong lúc Chí Phèo ngủ, thị vào cả nhà hắn để rọi nhờ lửa nữa. Có lần thị xin của hắn một ít rượu để về bóp chân. Hắn mãi ngủ càu nhàu bảo thị rằng ở xó nhà ấy muốn rót bao nhiêu thì rót để yên cho hắn ngủ. Và lắm lúc thị ngạc nhiên, sao người ta ghê hắn thế. Chiều hôm ấy thị nở cũng ra sông kín nước như mọi chiều, nhưng chiều hôm ấy trăng lại sáng hơn mọi chiều. Trăng tỏa trên sông và sông gợn biết bao nhiêu gợn vàng. Những vàng ấy rung rinh, mới trông thì đẹp, nhưng trông lâu mỏi mắt, gió lại mát như quạt hầu. Thị nở thấy muốn ngáp, mà mí mắt thì nặng dần, toan díp lại. Thị vốn có một tật không sao chữa được, có lúc đột nhiên muốn ngủ, bất cứ ở đâu hay đang làm gì. Bà cô thị bảo thị là một người vô tâm, ngáp một cái, thị nghĩ bụng, khoan hãy kín nước, hãy để lọ xuống, ngồi nghỉ đây. Bởi vì thị đã luật quật đập đất từ trưa tới giờ, mà mấy khi được một nơi mát thế, mát rợn, da rợn thịt, sung sướng quá, mát y như quạt hầu. Thị cởi áo ra ngồi tựa vào gốc chuối, dáng ngồi không kín đáo, nhưng không bao giờ thị biết thế nào là lả lơi. Con người vô tâm, không hay nghĩ xa xôi mà. Vả lại ở đây chẳng có ai, Chí Phèo đã về đâu, mà hắn có về thì cũng say khướt, đã ngủ từ nửa đường, và tới nhà tức khắc chúi đầu vào ngủ nốt. Hắn ra đây làm gì? Cho có ra nữa thì đã sao? Thị không thể sợ hắn có thể phạm đến thị, bởi lẽ rất giản dị là thị chưa thấy ai phạm đến thị bao giờ. Thật ra thì thị cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều đến thế, trong óc thị đã có một bóng đen lan rồi, thị không ngồi thì không chịu được. Ngồi một lúc, thị thấy rằng nếu cứ ngồi mãi thì ngủ mất. Nhưng thị đã ngủ đến 2 phần rồi, mà thị nghĩ thì ngủ, ngủ thì đã làm sao. Về nhà thì cũng chỉ ngủ, ngủ ngay đây cũng vậy. Bà cô đi theo hàng ít ra cũng dăm hôm mới về. Thị cứ ngồi đây cho mát, và thị ngủ, thị ngủ ngon lành và say sưa. Chí Phèo vẫn say say nhìn và run run. Bỗng nhiên hắn rón rén lại gần thị nở. Lần đầu tiên hắn rón rén từ khi về làng. Thoạt tiên hắn xách cái lọ để ra xa, rồi hắn lặng lặng ngồi xuống bên sườn thị. Và thị nở giật mình, thị nở mới kịp giật mình thì thằng đàn ông đã bám víu lấy thị. Thị vùng vẫy đẩy ra, thị mở mắt, thị tỉnh hẳn, thị nhận ra Chí Phèo. Thị vừa thở, vừa vật nhau với hắn, vừa hổn hển: "Ô hay, buông ra, tôi kêu làng, buông ra. Tôi kêu làng lên bây giờ." Thằng đàn ông phì cười: "Sao thị lại kêu làng nhỉ? Hắn vẫn tưởng chỉ có hắn mới kêu làng thôi. Người ta lại kêu tranh của hắn." Bỗng nhiên hắn la lên kêu làng. Hắn kêu lên như một kẻ bị đâm, vừa kêu vừa dằn người đàn bà xuống. Thị nở chố mắt ngay ra nhìn, thị nở kinh ngạc: "Sao hắn lại kêu làng nhỉ?" Mà hắn vẫn chưa chịu thôi kêu làng. Cũng may người quanh đây không có ai lạ gì tiếng hắn, mà khi hắn kêu làng thì không ai cần động dạng. Họ lọng vọng chửi rồi lại ngủ. Hắn kêu làng cũng như người khác buồn, hát ngao, đáp lại hắn chỉ có lũ chó cắn sao lên trong xóm. Thị nở bỗng nhiên bật cười, thị nở vừa rủa vừa đập tay lên lưng hắn. Nhưng đó là cái đập yêu, bởi vì đập xong, cái tay ấy lại dúi lưng hắn xuống, và chúng cười với nhau. Bây giờ thì chúng ngủ bên nhau, đứa bé bú no thì ngủ. Người ta ngủ say sau khi làm việc yêu, chúng ngủ
như chưa bao giờ được ngủ. Trăng vẫn thức, vẫn trong trẻo. Trăng rắc bụi trên sông và sông gợn biết bao nhiêu vàng. Nhưng đến gần sáng, bỗng nhiên Chí Phèo chống một tay xuống đất, ngồi lên một nửa, hắn thấy nôn nao, tay chân bủn rủn, như đến 2-3 ngày nhịn đói, thế mà bụng lại phình phình đầy, hình như bụng hơi đau. Còn hình như gì nữa? Thôi đúng đau bụng rồi, đau thật, đau mỗi lúc một chữ, nó cứ cuồn cuộn lên. À mà trời lành lạnh, hễ có gió thì kinh kinh, mỗi lần gió hắn rên rến người, hắn muốn đứng lên, sao đầu nặng quá mà chân thì bậy rậy, mắt hắn hoa lên, bụng quặn lại, đau gò người. Hắn oẹ 3-4 cái, oẹ mãi giá mửa ra được thì dễ chịu. Hắn cho một ngón tay vào móc họng, hắn oẹ ra một cái to hơn, ruột hình như lộn lên, nhưng cũng chỉ nhổ ra toàn nước dãi. Hắn nghỉ một tí rồi lại cho tay vào mồm, lần này thì mửa được. Trời ơi, mửa thốc, mửa tháo, mửa ong ọc, mửa đến cả ruột, đến nỗi người đàn bà phải dậy, thì ngồi nhõm dậy và ngơ ngác nhìn. Cái óc nặng nề ấy phải lâu mới nhớ ra và lâu mới hiểu. Bây giờ thì Chí Phèo đã mửa xong, hắn mệt quá lại vật người ra đất, hắn đờ hai con mắt khẽ rên, hắn chỉ còn đủ sức để rên khe khẽ. Từ đống mửa bay lại một mùi gì thoảng như mùi rượu, hắn bỗng nhiên rùng mình. Thị nở lại, đặt một tay lên ngực hắn, thị suy nghĩ đến bây giờ mới xong, thị hỏi hắn, vừa thổ hả? Mắt hắn đảo lên nhìn thị, nhìn một thoáng rồi lại đờ ra ngay. Đi vào nhà nhé. Hắn làm như gật đầu, nhưng cái đầu không động đậy, chỉ có cái mí mắt là nhích thôi. Thị đứng lên, nhưng hắn đứng lên làm sao được. Thị quàng tay vào nách hắn, đỡ cho hắn gượng ngồi, rồi thị kéo hắn đứng lên. Hắn đu vào cổ thị, hai người lảo đảo đi về lều. Không có giường, chỉ có một cái chõng tre, thì để hắn nằm lên và đi nhặt nhạnh tất cả những manh chiếu rách đắp lên cho hắn. Hắn hết rên, hình như hắn ngủ, thị cũng lim dim chực ngủ, nhưng trong nhà nhiều muỗi quá. Muỗi nhắc cho thị cái áo quên ngoài vườn, thị ra vườn, đôi lọ nhắc cho thị việc đi kín nước, thị mãi mốt mặc áo kín nước rồi xách đôi lọ nước đi về nhà. Trăng chưa lặn, không chừng trời còn khuya, thị lên giường định ngủ, nhưng nhớ lại việc lạ lùng tối qua, thị cười, thị thấy không buồn ngủ, và thị cứ lăn ra lăn vào. Khi Chí Phèo mở mắt thì trời đã sáng lâu, mặt trời chắc đã cao, và nắng bên ngoài chắc đã rực rỡ. Cứ nghe chim ríu rít bên ngoài thì đủ biết, nhưng trong cái lều ẩm thấp vẫn chỉ hơi tờ mờ. Ở đây người ta thấy chiều lúc xế trưa, và gặp đêm thì bên ngoài trời vẫn sáng. Chưa bao giờ Chí Phèo nhận thấy thế, bởi chưa bao giờ hết say. Nhưng bây giờ thì hắn tỉnh, hắn bâng khuâng như tỉnh dậy. Hắn thấy miệng đắng, lòng mơ hồ buồn, người thì buồn rũn, chân tay không buồn nhấc, hay là đói rượu. Hắn hơi rùng mình, ruột gan lạnh, nôn nao lên một tí. Hắn sợ rượu cũng như những người ốm sợ cơm. Tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá, có tiếng cười nói của những người đi chợ, anh thuyền chài gõ mái chèo đuổi cá. Những tiếng ken thuộc ấy hôm nào chả có, nhưng hôm nay hắn mới nghe thấy. Chao ôi là buồn. Vải hôm nay bán mấy? Kém 3 xu gì ạ? Thế thì còn ăn thua gì? Thật thế đấy, nhưng chẳng lẽ rằng lại chơi? Chí Phèo đoán một người đàn bà hỏi một người đàn bà khác đi bán vải ở Nam Định về. Hắn nôn nao buồn là vì mẩu chuyện ấy nhắc cho hắn một cái gì rất xa xôi. Hình như có một thời hắn đã ao ước có một gia đình nho nhỏ, chồng cuốc mướn quầy thuê, vợ dệt vải, chúng lại bỏ một con lợn nuôi để làm vốn liếng, khá giả thì mua 2-3 xào ruộng làm. Tỉnh dậy, hắn thấy hắn già mà vẫn còn cô độc, buồn thay cho cuộc đời. Có lý nào như thế được, hắn đã già rồi hay sao? Ngoài 40 tuổi đầu, dẫu sao, đó không phải là tuổi mà người ta mới bắt đầu sửa soạn. Hắn đã tới cái dốc bên kia của cuộc đời. Ở những người như hắn, chịu được biết bao nhiêu là chất độc, đầy đọa cực nhọc mà chưa bao giờ ốm. Một trận ốm có thể gọi là dấu hiệu, báo rằng cơ thể đã hư hỏng nhiều.
Nó là một cơn mưa gió cuối thu, cho biết trời gió rét, nay mùa đông đã đến. Chí Phèo hình như đã trông thấy trước tuổi già của hắn, đói rét và ốm đau và cô độc. Cái này còn đáng sợ hơn đói rét và ốm đau. Cũng may thị nỡ vào, nếu thị không vào, cứ để hắn vẫn vơ mãi thì đến khóc được mất. Thị vào cắp một cái rổ, trong có một nồi gì đậy vung. Đó là một nồi cháo hành còn nóng nguyên. Là vì lúc còn đêm, thị trằn trọc một lát, thị bỗng nhiên nghĩ rằng cái thằng liều lĩnh ấy kể ra thì đáng thương, còn gì đáng thương bằng đau ốm mà nằm còng queo một mình. Giá thử đêm qua không có thị thì hắn chết. Thị kiêu ngạo vì đã cứu sống một người. Thị thấy như yêu hắn. Đó là một cái lòng yêu của một người làm ơn, nhưng cũng có cả lòng yêu của một người chịu ơn. Một người như thị càng không thể quên được. Cho nên thị nghĩ mình bỏ hắn lúc này thì cũng bạc. Dẫu sao cũng đã ăn nằm với nhau, ăn nằm với nhau như vợ chồng. Tiếng vợ chồng thấy ngượng ngượng mà thinh thích. Đó vẫn là điều mong muốn âm thầm của con người khốn nạn ấy chăng, hay sự khoái lạc của xác thịt đã làm nổi dậy những tính tình mà thị chưa bao giờ biết. Chỉ biết rằng thị muốn gặp Chí Phèo. Gặp hắn mà nhắc lại chuyện đêm qua thì chắc buồn cười lắm. Gớm, sao lại có thứ người đâu mà lì quá thế. Người ta đang ngồi đấy mà dám sán lăn ngay vào. Nó chả ngang ngược mà người ta kêu bé, nó lại làm to hơn. Mà kể cũng ngu ngờ, cái thằng trời đánh không chết ấy, nó còn sợ ai mà hòng kêu. Nhưng mà đáng kiếp, thổ trật ấy thật là phải biết. Cứ gọi là hôm nay nhọc đừ, phải cho hắn ăn tí gì mới được. Đang ốm thế thì chỉ ăn cháo hành, ra được mồ hôi thì là nhẹ nhõm người ngay đó mà. Thế là vừa sáng thị đã chạy đi tìm gạo, hành thì nhà thị may lại còn. Thị nấu bỏ vào cái rổ mang ra cho Chí Phèo. Thằng này rất ngạc nhiên. Hết ngạc nhiên thì hắn thấy mắt mình hình như ươn ướt, bởi vì lần này là lần thứ nhất hắn được một người đàn bà cho. Xưa nay nào hắn có thấy ai tự nhiên cho cái gì, hắn vẫn phải dọa nạt hay giật cướp, hắn phải làm cho người ta sợ. Hắn nhìn bát cháo bốc khói mà bâng khuâng, thì nở thì chỉ nhìn trộm hắn rồi lại toe toét cười. Châm thị thế mà có duyên, tình yêu làm cho có duyên. Hắn thấy vừa vui lại vừa buồn, và một cái gì nữa giống như là ăn năn. Cũng có thể như thế lắm, người ta hãy ăn năn hối hận về tội ác khi không đủ sức để ác nữa. Thì nở dục hắn ăn nóng, hắn cầm lấy bát cháo đưa lên mồm. Trời ơi, cháo mới thơm làm sao, chỉ khói xông vào mũi cũng đủ làm người nhẹ nhõm. Hắn hút một hút và nhận ra rằng những người suốt đời không ăn cháo hành không biết rằng cháo rất ngon. Nhưng sao lại mãi đến bây giờ hắn mới nếm vị mùi cháo? Hắn tự hỏi rồi lại tự trả lời, vì có ai nấu cháo cho ăn đâu, mà còn ai nấu cho mà ăn nữa. Đời hắn chưa bao giờ được săn sóc bởi một tay đàn bà. Hắn nhớ đến bà ta, cái con quỷ cái hay bắt hắn bóp chân, mà lại kêu bóp lên trên, trên nữa. Nó chỉ nghĩ đến sao cho thỏa nó, chứ có yêu hắn đâu. Hồi ấy hắn 20 tuổi, người ta không là đá, nhưng cũng không hoàn toàn là xác thịt. Người ta không thích cái gì, người ta khinh. Vả lại bị một con đàn bà gọi đến nhà mà bóp chân, hắn thấy nhục hơn là thích, huống hồ lại sợ. Quả thật, từ khi biết rằng con vợ chủ sai hắn làm một việc không chính đáng, hắn vừa làm vừa run, không làm thì không được. Mọi việc trong nhà quyền đàn bà, chứ hắn có lòng nào đâu. Đến nỗi người đàn bà phát cáu, bà thấy xa xôi không được, phải làm đến nơi. Bà bảo hắn rằng, mày thật thà quá, con trai gì 20 tuổi mà đã như ông già. Hắn vẫn giả vờ không hiểu. Bà lẳng lơ bảo, chả nhẽ tao gọi mày vào đây chỉ để bắp chân thế này thôi ư. Và thấy hắn dùng dần, bà mắng xơi xơi vào mặt. Hắn chỉ thấy nhục chứ yêu đương gì không. Hắn chưa được một người đàn bà nào yêu cả. Vì thế mà bát cháo hành của thị nở làm hắn suy nghĩ nhiều. Hắn có thể tìm bạn được, sao lại chỉ gây kẻ thù.
Bát cháo húp xong rồi, thị nợ đỡ lấy bát cháo và múc thêm bát nữa. Hắn thấy mình vã bao nhiêu mồ hôi chảy ra trên đầu, trên mặt, những giọt to như giọt nước. Hắn đưa tay áo quệt ngang một cái, quệt mũi cười rồi lại ăn. Hắn càng ăn, mồ hôi lại càng nhiều. Thị nợ nhìn hắn, lắc đầu thương hại, hắn thấy lòng thành trẻ con. Hắn muốn làm nũng với thị như với mẹ. Ôi, sao mà hắn hiền, ai dám bảo đó là thằng Chí Phèo vẫn đập đầu rạch mặt mà đâm chém người. Đó là cái bản tính của hắn. Ngày thường bị lấp đi hay trận ốm thay đổi hẳn về sinh lý, cũng thay đổi cả tâm lý nữa. Những người yếu đuối vẫn hay hiền lành, muốn ác phải là kẻ mạnh. Hắn đâu còn mạnh nữa. Và có lúc hắn ngẫm mình mà lo, xưa nay hắn chỉ sống bằng giật cướp và dọa nạt. Nếu không còn sức mà giật cướp dọa nạt nữa thì sao? Đã đành, hắn chỉ mạnh vì liều. Nhưng hắn mơ hồ thấy rằng sẽ có một lúc mà người ta không thể liều lĩnh được nữa, bấy giờ mới nguy. Trời ơi, hắn thèm lương thiện, hắn muốn làm hòa với mọi người biết bao. Thì nợ sẽ mở đường cho hắn, thì có thể sống yên ổn với hắn, thì sao người khác lại không thể được? Họ sẽ nhặt lại hắn vào cái xã hội bằng phẳng, thân thiện của những người lương thiện. Hắn băn khoăn nhìn thị nở như thăm dò, thị vẫn im lặng, cười tin cẩn. Hắn thấy tự nhiên nhẹ người, hắn bảo thị: "Dạ, cứ thế này mãi thì thích nhỉ?" Thị không đáp, nhưng cái mũi đỏ của thị như càng bạnh ra. Hắn thấy thế cũng không có gì là xấu. Bằng một cái giọng nói và một vẻ mặt rất phong tình theo ý hắn, hắn bảo thị: "Hay mình sang đây ở với tớ một nhà cho vui." Thị lườm hắn. Một người thật xấu khi yêu cũng lườm. Hắn thích chí, khanh khách cười. Lúc tỉnh táo, hắn cười nghe thật hiền. Thị nở lấy làm bằng lòng lắm. Bây giờ mấy bát cháo ý chừng đã ngấm, hắn thấy lòng rất vui. Hắn bẹo thị nở một cái làm thị nảy hẳn người lên. Và hắn cười, hắn lại bảo: "Đằng ấy còn nhớ gì hôm qua không?" Thị phát khẽ hắn một cái, làm vẻ không ưa đùa. Sao mà e lệ thế? Xấu mà e lệ thì cũng đáng yêu. Hắn cười ngất và muốn làm thị thẹn thùng hơn nữa. Hắn béo thị một cái thật đau vào đùi. Lần này thì không những thị nảy người, thị kêu lên choe choé. Thị nắm cổ hắn mà dúi xuống. Chúng tỏ tình với nhau, không cần đến những cái hôn. Ai lại hôn khi có những cái môi nứt nẻ như bờ ruộng vào kỳ đại hạn, và cái mặt rạch ngang dọc như mặt thớt. Vả lại có những cách âu yếm hơn, bình dân hơn. Chúng cấu véo hoặc phát nhau thiết thực biết mấy. Chúng sẽ làm thành một cặp rất xứng đôi. Chúng cũng nhận thấy thế và nhất định là lấy nhau. Như thế năm ngày chẵn, thị ở nhà hắn cả ngày lẫn đêm. Trừ những lúc đi kiếm tiền, hắn không còn kinh rượu, nhưng cố uống cho thật ít để khi khỏi tốn tiền, nhưng nhất là để tỉnh táo để yêu nhau. Đàn bà không men như rượu nhưng cũng làm người say. Và hắn say thị lắm, nhưng thị lại là người dở hơi. Đến hôm thứ sáu thì thị bỗng nhớ rằng thị có một người cô ở đời. Người cô ấy nội ngày nay sẽ về. Thị nghĩ bụng: "Hãy đừng yêu, để hỏi cô thị đã." Thấy thị hỏi, bà già kia bật cười. Bà tưởng cháu bà nói đùa, nhưng chợt nhớ rằng cháu bà vốn dở hơi. Bà bỗng trở nên hoảng hốt. Bà nhục cho ông cha nhà bà, cũng có lẽ bà tủi thân bà. Bà nghĩ đến cái đời dằn vặt của bà không có chồng, bà thấy chua xót lắm. Bà uất ức, uất ức với ai không biết, nhưng rồi đổ cái uất ức ngay lên cháu bà. Người đàn bà đức hạnh ấy thấy cháu bà sao mà đĩ thế, thật đốn mặt. Ngoài 30 tuổi mà chưa chót đời. Ngoài 30 ai lại còn đi lấy chồng, ai đời lại đi lấy chồng? Ừ, mà có lấy thì lấy ai chứ? Đàn ông chết hết cả rồi sao mà lại đâm đầu đi lấy một thằng không cha? Ai lại đi lấy thằng chỉ có một nghề là đi rạch mặt ra ăn vạ? Trời ơi, nhục nhã ơi là nhục nhã. Hỡi ông cha nhà bà, bà gào lên như con mẹ dại. Bà xỉa sói vào mặt cái con cháu 30 tuổi mà chưa chót đời. Bà bảo phát nó: "Đã nhịn
bằng này tuổi thì nhịn hẳn, ai lại đi lấy thằng Chí Phèo. Thị nghe thấy thế mà lộn ruột, nhưng thị biết cãi bà làm sao, con người ấy có quyền nói thế, bởi con người ấy 50 tuổi rồi còn ai lấy chồng. Thị biết cãi làm sao, mà không cãi được thì giận dữ nổi lên đùng đùng. Thị tức lắm, thị tức lắm, thị cần đổ cái tức ấy lên một người. Thị lon ton chạy sang nhà Nhân Ngãi. Thị thấy hắn đang uống rượu vừa lẩm bẩm chửi thị về nhà lâu. Hắn không quen đợi, bởi phải đợi hắn lại lôi rượu mà uống cho đỡ buồn. Uống vào thì phải chửi, quen mồm rồi, nhưng thị làm gì mà hắn chửi? Mà hắn có quyền gì chửi thị? Ồ, thị điên lên mất. Thị dẫm chân xuống đất rồi lại nhảy cẫng lên như thượng đồng. Hắn thú vị quá, lắc lư cái đầu cười, lại còn cười, nó nhạo thị. Trời ơi, thị điên lên mất. Trời ơi là trời. Thị chống hai tay vào háng, vênh vênh cái mặt và tấn cái môi vĩ đại lên, chút vào mặt hắn tất cả những lời bà cô. Hắn nghĩ ngợi một tí rồi hình như hiểu. Hắn bỗng nhiên ngẩn người, thoáng một cái hắn lại như hít hít thấy cái hơi cháo hành. Hắn cứ ngồi ngẩn mặt không nói gì. Thị chút giận xong, cái mũi đỏ dị xuống rồi lại bạnh ra. Thị hả hê lắm lắm. Thị ngoay ngoáy cái mông đít ra về. Hắn sửng sốt đứng lên gọi lại, ai mà thèm lại, còn muốn lôi thôi cái gì. Hắn đuổi theo thị, nắm lấy tay thị. Thị gạt ra, lại dúi thêm cho một cái. Hắn lăn khèo xuống sân. Đã lăn ra thì hắn phải kêu, bao giờ chả thế. Hắn nhặt một hòn gạch toan đập đầu, nhưng hình như hắn chưa thật say, vì hắn nghĩ đập đầu ở đây chỉ thiệt, đập đầu ở đây để mà ăn vạ ai. Hắn phải tự đến cái nhà con đĩ nở kia, đến để đâm chết cả nhà nó, đâm chết cái con khọm già nhà nó. Nếu không đâm được, lúc ấy hãy đập đầu kêu làng. Muốn đập đầu phải uống thật say, không có rượu lấy gì làm cho máu nó chảy, phải uống thêm chai nữa. Và hắn uống, nhưng tức quá, càng uống càng tỉnh ra. Tỉnh ra, chao ơi, buồn. Hơi rượu không sặc sụa, hắn cứ thoang thoảng thấy hơi cháo hành. Hắn ôm mặt khóc rưng rức, rồi lại uống. Hắn ra đi với một con dao ở thắt lưng. Hắn lảm nhảm, tao phải đâm chết nó. Nhưng hắn lại cứ thẳng đường mà đi. Cái gì đã làm hắn quên rẽ vào nhà thị nở? Những thằng điên và những thằng say rượu không bao giờ làm những cái mà lúc ra đi chúng định làm. Trời nắng lắm nên đường vắng, hắn cứ đi, cứ chửi, cứ dọa giết nó và cứ đi. Bây giờ đến ngõ nhà cụ bá, hắn song song đi vào. Cả nhà đi làm đồng vắng, chỉ có mình cụ bá đang nằm nghỉ trưa. Nghe tiếng hắn, cụ thấy sao bực mình quá. Chính thật thì cụ cũng đang bực mình, bởi vì cụ thấy đầu hơi nhức. Cụ đang muốn có một bàn tay man mát xoa cái đầu. Cũng có lẽ cụ chỉ muốn bà Tư đừng đi lâu quá thế. Đi lâu thế, không biết rằng đi đâu. Sao bà ấy còn trẻ quá, gần 40 rồi mà trông còn phây phây, còn phây phây quá đi nữa. Cụ năm nay đã ngoài 60, già yếu quá mà nghỉ chưa sót. Già thế thì bà ấy chỉ cũng già đi cho xong. Bà ấy lại cứ trẻ, cứ phây phây, cứ đẹp như mới ngoài 20 tuổi. Sao mà đa tình, nhìn thì thích nhưng tưng tức lạ. Khác gì nhai miếng thịt bò lịch sịch khi rụng gần hết răng. Mắt bà, miệng bà có duyên, nhưng trông đĩ lắm. Hơi một tí là cười toe toét, tít cả mắt lại. Cái má thì hay hay, mà thấy ghét những thằng trai trẻ. Giá làm con bà không đáng, mà thấy đâu cũng đùa. Chúng đùa nhạt như nước ốc, chỉ được cái thô tục, mà gặp ai đâu cũng cười, chẳng nghĩ đến địa vị cả. Người đâu mà vô tâm, tức là cụ chỉ muốn cho tất cả những thằng trai trẻ đi tù. Những lúc như thế thì một người dẫu khôn ngoan cũng không bình tĩnh được, nhất là khi trông thấy một thằng chỉ đến vòi tiền uống rượu như Chí Phèo. Tuy vậy, cụ cũng móc sẵn 5 hào, thà móc sẵn để tống nó đi cho chóng. Nhưng móc rồi, cụ cũng phải quát một câu cho nhẹ người. Chí Phèo đấy hả? Lè bè vừa thôi chứ, tôi không phải là cái kho. Rồi ném bẹt 5 hào xuống đất. Cụ bảo hắn, cầm lấy mà cút đi cho rảnh, rồi làm mà ăn, chứ cứ báo người ta mãi à. Hắn trợn mắt chỉ tay vào mặt cụ, tao không đến đây để xin 5 hào. Thấy hắn toan làm chữ, cụ đành dịu giọng, thôi cầm lấy vậy, tôi không còn hơn.
Hắn vênh cái mặt lên rất kiêu ngạo. Tao đã bảo là tao không đòi tiền. Giỏi, hôm nay mới thấy anh không đòi tiền. Thế anh cần gì? Hắn gióng giạc. Tao muốn làm người lương thiện. Bá Kiến cười ha hả. Ồ, tưởng gì, tôi chỉ cần anh lương thiện cho thiên hạ nhờ. Hắn lắc đầu. Không được, ai cho tao lương thiện? Làm thế nào cho mất được những vết mảnh chai trên mặt này? Tao không thể là người lương thiện nữa. Biết không, chỉ có một cách. Biết không, chỉ có một cách. Là cái này, biết không? Hắn rút dao xông vào. Bá Kiến ngồi nhõng dậy. Chí Phèo đã văng dao tới rồi. Bá Kiến chỉ kịp kêu một tiếng. Chí Phèo vừa chém túi bụi vừa kêu làng thật to. Hắn kêu làng không bao giờ người ta vội đến. Bởi thế khi người ta đến thì hắn cũng đang giãy đành đạch ở giữa bao nhiêu là máu tươi. Mắt hắn trợn ngược, mồm hắn ngáp ngáp, muốn nói nhưng không ra tiếng. Ở cổ hắn thỉnh thoảng máu vẫn còn ứ ra. Cả làng vũ đại nhao lên, họ bàn tán rất nhiều về vụ án không ngờ ấy. Có nhiều kẻ mừng thầm, không thiếu kẻ mừng ra mặt. Có người nói xa xôi, trời có mắt đấy anh em ạ. Người khác thì nói toạt ra, thằng nào chứ hai thằng ấy chết thì không ai tiếc. Rõ thật bọn chúng nó giết nhau, nào có phải cần đến tay người khác đâu. Mừng nhất là bọn hào lý ở trong làng. Họ tuôn đến hỏi thăm, nhưng chính là để nhìn Lý Cường bằng những con mắt thỏa mãn và khiêu khích. Đội Tảo không cần kín đáo, nói toang toang ngay ngoài chợ, trước mặt bao người. Thằng bố chết, thằng con lớp này không khỏi người ta cho ăn bùn. Ai chả hiểu người ta đó chính là ông. Bọn đàn em thì bàn nhỏ, thằng mọt già ấy nhỏ chết thì mình nên ăn mừng. Những người biết điều thì hay ngờ vực, họ chép miệng nói, che già măng mọc, thằng ấy chết còn thằng khác, chúng mình cũng chẳng lợi tí gì đâu. Bà cô thì nở chỉ vào tận mặt cháu mà đay nghiến. Phúc đời nhà mày con nhé, chả ôm lấy ông Chí Phèo. Thị cười và nói lảng, hôm qua làm biên bản, Lý Cường nghe đâu tốn gần 100, thiệt người lại tốn của. Nhưng thị lại nghĩ thầm, sao có lúc nó hiền như đất. Và nhớ lại những lúc ăn nằm với hắn, thị nhìn trộm bà cô rồi nhìn nhanh xuống bụng. Nói dại, nếu mình chữa bây giờ hắn chết rồi thì làm ăn thế nào? Đột nhiên thị thấy thoáng hiện ra một cái lò gạch cũ bỏ không, xa nhà cửa và vắng người qua lại.